Chào mừng các em đến với chương trình tiếng Anh dành cho lớp 1. Cô trò chúng ta sẽ bắt đầu các bài học trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo các em nhé. Bài đầu tiên, mời các em đến với Unit 1, In the Park. Bài 1, Trong công viên. Trong công viên, các em nhìn thấy có hai bạn đang chơi một quả bóng và có một bạn đang đọc sách. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần đầu tiên. 1. Listen, point and repeat. Nghe, chỉ và lặp lại. Trong bài này, các em sẽ được làm quen với âm B trong tiếng Anh. Các em sẽ đọc theo cô nhé. B, B. Và chúng ta phát âm là B, B. Âm B chúng ta gặp ở trong những từ ball, quả bóng, ba, bạn ba, beer, bạn beer, và book, quyển sách. Vậy, các em hãy đọc theo cô nhé. B, b, ball. Các em lưu ý, từ ball có âm L đứng ở cuối câu, cho nên chúng ta sẽ uốn lưỡi lên một chút các em nhé. Ball, ball. Ba, ba. Beer, beer. Book, book. Quyển sách có âm K đứng ở cuối câu, chúng ta sẽ chú ý bật hơi nhé. Các em nghe cô đọc một lần nữa. Book, book. Very good. Rất tốt. Bây giờ mời các em hãy nghe băng. B, b, ball, ba, bill, book. Các em sẽ bật băng và nghe đi nghe lại. Chúng ta sẽ biết cách đọc và đọc sẽ đúng được những từ và những tên của các bạn nhé. Và các em lưu ý cũng cố gắng để các em viết ra vở để chúng ta có thể thuộc và nhớ được cách viết của những từ này nhé. Bây giờ mời các em hãy chuyển sang phần tiếp theo. 2. Point and say. Chỉ và nói. Cô chỉ vào đồ vật hay bạn nào thì các em hãy nói tên của các bạn đó hoặc đồ vật đó nhé. Đầu tiên, cô sẽ chỉ vào quả bóng. Xin mời các em hãy nhớ lại quả bóng chúng ta vừa học đọc là gì các em nhỉ? Các em thử nhớ lại nào. À, chúng ta sẽ đọc là ball, ball. Cô lại tiếp tục chỉ vào bạn. Bạn này chúng ta đọc là gì? Bạn có tên là gì các em nhỉ? Beer, beer. Rất tốt. Và cô lại chỉ vào bạn. Các em hãy đọc nào. Ba, ba. Đúng rồi, các em làm rất tốt. Cùng cô chuyển sang phần tiếp theo. 3. Chant. Vỗ tay. Mời các em hãy nghe đoạn băng. Chúng ta nghe bài hát và vỗ tay theo nhé. 1, 2, 3, 4. B, b, ball. A ball, a ball. B, b, a ball. B, b, book. A book, a book. B, b, a book. Ball, quả bóng. A ball, một quả bóng. A là một, chúng ta sẽ đọc a ball, một quả bóng. Book, quyển sách. A book, một quyển sách. Vậy các em sẽ phải học thuộc cho cô ball, quả bóng. Một quả bóng, a ball. Một quả bóng, các em cũng phải học thuộc luôn cho cô nhé. Cố gắng, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng học thuộc. Book,
quyển sách. Và các em cũng học thuộc cho cô một quyển sách, chúng ta sẽ nói như thế nào nhé? A book. Bây giờ mời các em hãy nghe lại một lần nữa. One, two, three, four. B, b, ball. A ball. A ball. B, b, a ball. B, b, book. A book. A book. B, b, a book. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng làm một trò chơi nho nhỏ nhé. Chúng ta học thuộc được những từ mới như sau: ball, quả bóng; a ball, một quả bóng; book, quyển sách; a book, một quyển sách. Và bây giờ cô sẽ nói quả bóng, các em sẽ nghĩ ngay ra quả bóng đọc như thế nào và các em sẽ đọc to lên các em nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi trò chơi, xem bạn nào nhớ được từ mới nhanh hơn nhé. Cô bắt đầu đọc quả bóng. Mời các em nói nhanh nào. Ball, một quả bóng. A ball. Sách, quyển sách. Các em nói nhanh nào. Book, một quyển sách. A book. Rất tốt. Bây giờ chúng ta làm lại một lần nữa. Cô sẽ đọc nhanh hơn, các em sẽ phải nói nhanh hơn nhé. Quả bóng. Ball, quyển sách. Book, một quyển sách. A book, một quả bóng. A ball. Rất tốt. Các em sẽ luyện tập thường xuyên như vậy, các em sẽ đọc được nhanh hơn và các em sẽ thuộc được từ mới nhanh hơn, phản xạ nhanh hơn các em nhé. Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần tiếp. For, listen and tick. Nghe và tick. Các em sẽ tick về đối với đáp án đúng. Chúng ta có hai phần. One, two. Câu đầu tiên, chúng ta sẽ có hai bức tranh, đó là quả bóng, ball, và quyển sách, book. Khi các em nghe băng, các em sẽ phát hiện ra đoạn băng đang muốn nói đến quả bóng hay quyển sách và các em sẽ tích vào đáp án đúng nhé. Bây giờ, cô mời các em thật chú ý lắng nghe. One. A book. Các em nghe thấy gì? A book. A book, quyển sách, một quyển sách, đúng không? Vậy chúng ta nhìn thấy bức tranh nào thể hiện một quyển sách? À, đó chính là bức tranh số 2 này, bức tranh B. Vậy chúng ta sẽ tích V vào đáp án này các em nhé. Đây là đáp án chính xác. Chúng ta cùng nhau chuyển sang câu số 2. Two, mời các em chú ý lắng nghe. Chúng ta có hai bạn là bạn Ba và bạn Bill. Mời các em nghe băng xem đoạn băng muốn nói đến bạn nào nhé. Two. I'm Bill. I'm Bill. Và các em nghe thấy I am Bill. Chúng ta nghe thấy một từ quan trọng, đó là từ Bill. I'm nghĩa là tôi là, tôi là Bill. Và các em nghe thấy có bạn, tên của bạn đây rồi. Vậy chúng ta sẽ tích vào đáp án B là bạn Bill. Chúng ta sẽ tích V vào đây các em nhé. Các em cảm thấy bài nghe này như thế nào? Có khó không? Cô nghĩ rằng ban đầu chúng ta mới làm quen với môn tiếng Anh, chắc có lẽ các em sẽ cảm thấy tương đối khó. Nhưng chúng ta cứ luyện nghe thường xuyên. Các em hãy bật băng lên và nghe lại. Cứ nghe lại, nghe lại. Và chúng ta sẽ quen dần với môn tiếng Anh này và các em sẽ cảm thấy nghe không còn khó như trước nữa các em nhé. Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần tiếp. Five, let's talk. Let's talk. Talk là nói. Let's cùng nói nào. Trong bài này chúng ta học được hi là xin chào. Các em đọc theo cô nhé. Hi. Hi,
Khi các em gặp nhau, các em chào hỏi nhau thì chúng ta sẽ nói rằng hi. Hi là xin chào. Và I'm là tôi là. Các em lưu ý, từ đầu tiên chúng ta đọc là I và chữ M. Trong tiếng Anh sau này các em học đó là âm M. Đây là âm hai môi. Khi chúng ta phát âm, hai môi của chúng ta sẽ chạm vào nhau. Và các em sẽ chú ý lắng nghe cô đọc nhé. I'm. Chữ này, hai môi chúng ta kết thúc là sẽ chạm vào nhau. I'm, tôi là. Và nếu như các bạn, các em là bạn ba, thì chúng ta sẽ nói xin chào, tôi là ba. Các em hãy nói cùng cô nhé. Hi, I'm ba. Hi, I'm ba. Và nếu các em là bạn Bill, các em sẽ nói như thế nào? Xin chào, tôi là Bill. Các em nói nhé. Hi, I'm Bill. Hi, I'm Bill. Very good. Cấu trúc này rất là hay. Tôi là, tôi tên là gì đó, đúng không? Thế bây giờ các em sẽ hãy vận dụng vào để giới thiệu tên của các em nhé. Cô ví dụ, các em tên là Lan. Vậy thì các em sẽ nói xin chào, tôi là Lan. Các em nói nào. Hi, I'm Lan. Hi, I'm Lan. Rất tốt. Các em tên là Linh. Các em sẽ nói như thế nào? Hi, I'm Linh. Hi, I'm Linh. Rất dễ đúng không các em? Vậy các em tên là gì? Chúng ta sẽ điền vào đây và chúng ta hãy tập nói đi nói lại câu xin chào, tôi là để giới thiệu tên của mình nhé. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang câu tiếp theo. It's a. Đó là một hoặc nó là một. It's là nó. Nó là một, hoặc chúng ta cũng có thể dịch đó là một. Ơ là một, chúng ta đã học rồi, đúng không? Chúng ta có phần A là quyển sách. Quyển sách chúng ta học rồi, đó là book. Vậy chúng ta sẽ điền book vào đây và chúng ta sẽ nói đó là một quyển sách. Chúng ta cùng nói nhé. Is a book. Is a book. Nó là một quyển sách. Hoặc đó là một quyển sách. Câu B, chúng ta có quả bóng. Ball. Chúng ta sẽ điền quả bóng lên đây và chúng ta nói nó là một quả bóng. It's a ball. It's a ball. Trong câu này, chúng ta học được cách nói giới thiệu nó là một cái gì đó, đúng không? Mời các em nói lại một lần nữa cho cô. Nó là một quyển sách. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. It's a book. It's a book. Nó là một quả bóng. It's a ball. It's a ball. Very good. Vậy các em sẽ học thuộc cho cô cấu trúc. Xin chào, tôi là cái tên là gì đó. Hi, I'm. Các em hãy học thuộc nhé. Và chúng ta hãy học thuộc cấu trúc. Nó là một. Is a. Và sau đó chúng ta sẽ điền những từ mà chúng ta đã học rồi vào đây. Is a. Nó là một cái gì đó. Cô trò chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Sit, look and write. Look là nhìn, and là và, và từ write là viết, nhìn và viết. Trong bài này, các em sẽ biết cách viết âm B trong tiếng Anh như thế nào, các em nhé. Các em sẽ tô theo trong sách giáo khoa. Và trong bài này, yêu cầu các em còn thuộc được từ mới nữa. Chúng ta phải biết cách đọc tên của bạn ba, tên của bạn Bill, quả bóng đọc là gì, và quyển sách đọc là gì, và còn phải nhớ cách viết nữa, các em ạ. Bây giờ, bức tranh đầu tiên.
là chúng ta đang bị khuyết mất một âm nào đây? Chúng ta hãy điền vào đây nào. Đó chính là âm B. Chúng ta viết âm B xuống đây. B đây, chúng ta sẽ viết xuống đây nhé. Và bạn Bill cũng đang bị khuyết mất một âm. Chúng ta sẽ điền âm B xuống đây. Ball, quả bóng. Chúng ta cũng đang bị khuyết mất một âm. Đó chính là âm B. Chúng ta điền âm B xuống đây. Ball. Ball. Và từ book, quyển sách. Chúng ta cũng đang bị khuyết mất một âm B. Chúng ta sẽ viết âm B xuống đây. Chúng ta luyện viết luôn các em nhé. Cùng cô chuyển sang phần tiếp theo. Phần này rất thú vị. Đó chính là seven sing, hát. Phần này rất vui nhộn. Mời các em hãy nghe đoạn băng và chúng ta hãy cùng hát theo nhé. Trước khi hát theo, cô trò chúng ta sẽ cùng đọc qua một lần bài hát này. Hi, I'm Ba. Hi, I'm Bill. Hi, Bill, I'm Ba. Hi, Ba, I'm Bill. Nào, mời các em hãy cùng nghe đoạn băng và hát theo nhé. Hi, I'm Ba. Hi, I'm Bill. Hi, Bill, I'm Ba. Hi, Ba, I'm Bill. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Bài học rất là thú vị đúng không các em? Các em được học những từ mới, đó là quyển sách, book. Chúng ta học từ mới, quả bóng, ball. Và các em sẽ học được cụm từ một cuốn sách. Một cuốn sách là gì? A book. Một quả bóng là gì? A ball. Các em học được cấu trúc, nó là một cái gì đó. It's a. Và các em còn học được một cấu trúc rất hay nữa, đó là chào tôi là. Các em giới thiệu được tên của mình rồi, đúng không nào? Bài học của hôm nay của chúng ta rất thú vị. Các em về nhà hãy học thuộc lại từ mới lần nữa và chúng ta hãy tập nói hai cấu trúc này nhé. Giới thiệu tên của mình và giới thiệu vật ở dưới này là vật gì? Được không các em? Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cô các em nhé. Goodbye. Chào tất cả các em. Trong video ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ bước vào bài 2. In the dining room. Trong phòng ăn. Các em hãy quan sát bức tranh. Trong phòng ăn của nhà bạn Ba, có những hoạt động gì đang diễn ra? À, các em nhìn thấy mẹ đang ăn một chiếc bánh. Cậu bé thì đang chơi một chiếc đồ chơi là một chiếc ô tô. Bố đang uống một tách trà và còn có một chú mèo nữa. Rất dễ thương, đúng không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ được học các từ mới liên quan đến những đồ vật như chiếc bánh, ô tô, tách và con mèo đấy các em ạ. Và các em nhìn thấy ở trên bức tranh, các em thấy những từ mới trên có đặc điểm gì chung? Có nhiều bạn đã phát hiện ra rồi đấy. Đặc điểm chung của chúng đó là đều bắt đầu bởi chữ cờ, đúng không? Và chữ cờ này trong tiếng Anh đọc là gì? Ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ bước vào làm quen với âm C trong tiếng Anh nhé. Mời các em sẽ nghe cô đọc một lần. C. 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 Và chúng ta phát âm là c. 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 Âm C chúng ta thấy xuất hiện trong các từ mới này. Và ngay bây giờ các em hãy nghe cô đọc và đọc theo cô nhé. C. 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 Cake. Cake. Các em lưu ý, cake là bánh và các em phải phát âm âm k này ở cuối của từ nhé. Chúng ta sẽ phải bật hơi ra. Cake. Các em đọc lại nào. Cake. Rất tốt. Và chiếc xe ô tô cũng bắt đầu bởi âm c và chúng ta đọc là c.
car, car, chiếc ô tô, car. Mời các em đọc lại. Very good, rất tốt. Chúng ta cùng đọc từ tiếp theo nhé. Chiếc tách, chiếc cốc. Chúng ta sẽ có từ cup, cup. Các em lưu ý chữ p ở cuối của từ chúng ta cũng phải bật hơi nhé. Cup, cup. Mời các em đọc lại. Rất đúng rồi, cup. Chúng ta cùng nhau chuyển sang từ cuối cùng. Con mèo rất quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Vậy con mèo đọc là gì? Các em cùng nghe cô phát âm nhé. Cat, cat. Và chúng ta cũng lưu ý là phát âm bật hơi chữ t đứng ở cuối của từ này nhé. Mời các em nghe cô đọc lại một lần nữa. Cat, cat. Mời các em đọc. Các em đọc rất tốt. Và các em lưu ý rằng chúng ta ngoài việc phát âm chuẩn, phát âm đúng, chúng ta cần phải lưu ý nhìn kỹ và nhớ thật rõ những từ này để khi mà người ta cho khuyết một âm nào đó trong những từ này, chúng ta cũng biết cách điền cái âm còn thiếu vào nhé. Tức là chúng ta phải biết cách viết của những từ này nữa các em ạ. Còn bây giờ mời các em hãy nghe băng và đọc theo. See. Cake, car, cup, cat. Trong phần 1 này, các em sẽ được làm quen với 4 từ mới. Các em hãy nghe đi, nghe lại đoạn băng và các em hãy đọc theo để phát âm thật chuẩn. Và sau đó thì chúng ta cố gắng nhớ được cách viết những từ này nhé. Cô và trò sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo. Phần 2. Point and say. Chỉ và nói. Trong phần này, các em sẽ phải thuộc được những từ mới, 4 từ mới mà chúng ta vừa học. Cô sẽ chỉ vào bất kỳ một đồ vật hay con vật và các em sẽ phải phát âm nó đọc là gì nhé. Đầu tiên, cô sẽ chỉ vào chiếc bánh. Các em hãy đọc nào. Rất tốt. Cake, cake. Cô lại chỉ vào chiếc ô tô. Mời các em đọc. Car, car. Cô lại chỉ vào chú mèo. Các em còn nhớ chú mèo chúng ta đọc là gì không? Cat, cat. Rất tốt. Và còn một từ cuối cùng nữa, đó chính là cái cốc, cái tách. Chúng ta sẽ đọc là gì? Cup, cup. Rất tốt, các em hãy lưu ý bật hơi các em nhé. Bài này yêu cầu chúng ta phải học thuộc từ mới. Và chúng ta thường xuyên xem lại, chỉ vào những đồ vật này và chúng ta sẽ nói nó đọc là gì để chúng ta có thể phản xạ nhanh và đọc được từ mới. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang phần tiếp. Phần này rất thú vị. 3. Chant. Vỗ tay. Trong bài này các em sẽ được nghe đoạn băng. Một đoạn băng rất là sôi động và các em sẽ vỗ tay theo. Chúng ta bắt đầu nghe nào. 1, 2, 3, 4. K, k, a cup. K, k, a cake. A cup and a cake. K, k, a cat. K, k, a car. A cat and a car. Rất vui nhộn đúng không các em? A cup, một chiếc cốc. Cake là cái bánh. Và một cái bánh chúng ta lại có a cake. Một con mèo.
A cart. Một chiếc xe ô tô. A car. Một chiếc cốc và một chiếc bánh. A cup and a cake. Một con mèo và một chiếc xe ô tô. A cat and a car. Các em đã thuộc chưa nào? Với những từ cup, cake, cat, car, khi chúng ta muốn thêm một cái cốc, một cái bánh hay một con mèo, một chiếc xe ô tô, chúng ta sẽ thêm ở đằng trước nhé, các em nhé. Và chúng ta học từ and, nghĩa là và từ này chúng ta có hai cách đọc. Chúng ta có thể đọc là and hoặc and, đều có nghĩa là và, các em nhé. Bây giờ cô muốn các em sẽ chơi cùng một trò chơi cùng cô. Cô sẽ nói một cái cốc, các em sẽ nói ngay tên tiếng Anh của nó là gì nhé. Và cô nói một chiếc xe ô tô, các em sẽ nói luôn tiếng Anh đọc là gì các em nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Một chiếc cốc đọc là gì nào, các em nói thật nhanh. Chính xác, a cup. Một chiếc xe ô tô. Chính xác, a car. Một chiếc bánh. Cố gắng lên nào, chúng ta hãy nhớ từ mới nào. A cake. Một con mèo. A cat. Làm lại một lần nữa các em nhé. Nhanh hơn một chút nào. Cô bắt đầu từ đầu tiên. Một con mèo. A cat. Một chiếc cốc. A cup. Một chiếc xe ô tô. A car. Một chiếc bánh. A cake. Rất tốt. Và bây giờ cô lại đọc tiếng Anh và các em sẽ nghĩ ngay ra nó tiếng Việt nghĩa là gì, và các em sẽ nói nghĩa tiếng Việt của nó ngay lập tức sau khi cô đọc tiếng Anh nhé. Ví dụ cô đọc a cup, các em sẽ phải nói luôn một chiếc cốc. Các em nhớ chưa nào? Chúng ta càng phản xạ nhanh càng tốt. Chúng ta bắt đầu trò chơi nhé. A cup. Rất tốt, một chiếc cốc. A car. Một chiếc xe ô tô. Rất tốt, tiếp tục nào. A cake. Một chiếc bánh. Rất nhiều bạn nói nhanh, được rồi, các em sẽ nhớ ra từ mới rất là nhanh và thuộc rất là kỹ. Một con mèo. A cat. Rất tốt. Bây giờ cô đọc câu dài hơn một chút, các em sẽ xem cô đang nói đến cái gì nhé. A cup and a cake. Nào chúng ta, cô đang nói gì vậy? A cup and a cake. Một cái cốc và một chiếc bánh. A cart and a car. A cart and a car. Nói nhanh nào các em. Một con mèo và một chiếc xe ô tô. Rất tốt. Như vậy các em sẽ có một cái phản xạ nhanh khi mà chúng ta học tiếng Anh. Còn bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp. Các em có muốn nghe lại bài này một lần nữa không nào? Chúng ta cùng nghe lại nhé. Bài hát này rất là hay. 1, 2, 3, 4. K, k, a cup. K, k, a cake. A cup and a cake. K, k, a cat. K, k, a car. A cat and a car. Very good, rất hay. Các em sẽ bật băng lên và nghe đi nghe lại nhé. Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần tiếp. 4. Listen and tick. Nghe và tick vào đáp án đúng. Chúng ta sẽ tick V vào đáp án nào là đáp án đúng nhé. Chúng ta có phần 1. 1. Các em nhìn thấy có một chú mèo và một chiếc xe ô tô. Chúng ta cùng ôn lại. Con mèo là gì? Cart. Chiếc xe ô tô. Car. Vậy các em sẽ cùng chú ý, thật chú ý lắng nghe xem đoạn băng nói đến con mèo hay chiếc xe ô tô nhé.
Và khi các em nghe đoạn băng nói đến con vật hay con mèo hay chiếc xe ô tô thì chúng ta sẽ tích vào đáp án đúng nhỉ? Nào, chúng ta sẽ bắt đầu. 1. A cat. Các em nghe thấy gì? Rất nhiều bạn đã nghe ra rồi. A cat. A cat. Chúng ta thấy có bật hơi t, t, a cat. Đúng không? Vậy đó chính là con mèo. Vậy chúng ta sẽ tích vào đây. Các em làm rất tốt. Chúng ta cùng nhau chuyển sang câu tiếp theo, câu số 2, 2. Trong câu số 2, chúng ta thấy xuất hiện hai bức tranh, đó là một chiếc cốc và một chiếc bánh. Một chiếc cốc này chúng ta đọc là cup, cup. Chiếc bánh chúng ta đọc là cake, cake. Vậy các em thật chú ý lắng nghe xem đoạn băng nói đến cái gì nhé. 2. A cake. Các em nghe thấy gì? À, đó chính là a cake. Rất nhiều bạn làm đúng, đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ tích V vào a cake, một chiếc bánh. Các em thấy bài nghe này có khó không? Các em sẽ, rất nhiều bạn sẽ cảm thấy cũng có vẻ khó và có nhiều bạn thì cảm thấy khá là dễ. Chúng ta hãy cùng nhau nghe đi nghe lại đoạn băng này nhiều lần và sau đó thì chúng ta sẽ có cái phản xạ nghe tốt hơn các em nhé. Cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp. Fine, let's talk. Talk, nói less. Chúng ta cùng nói nào. Và trong bài này, chúng ta học được một cấu trúc rất hay, đó là cấu trúc I have a, tôi có một cái gì đó. I nghĩa là tôi. Have, have là có. A là một. I have a, tôi có một cái gì đó. Chúng ta có bốn bức tranh ở phía dưới. Bức tranh đầu tiên là chiếc ô tô. Chiếc ô tô là gì? Là car. Vậy chúng ta nói tôi có một chiếc ô tô. Các em sẽ nói theo cô nhé. I have a car. I have a car. Rất tốt. Bức tranh số 2 chúng ta thấy có chiếc bánh. Chiếc bánh đọc là cake. Vậy chúng ta nói tôi có một chiếc bánh. Các em nói nào. I have a cake. I have a cake. Rất tốt. Và bức tranh số 3, chúng ta nhìn thấy một chiếc cốc, một chiếc tách. Vậy chúng ta nói tôi có một chiếc cốc hay tôi có một chiếc tách. Các em nói thế nào? Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc này nhé. I have a cup. I have a cup. Rất tốt. Và bức tranh số 4, chúng ta có một chú mèo. Mèo đọc là gì các em? Cat. Cat. Tôi có một con mèo. Chúng ta sẽ nói nhé. I have a cat. I have a cat. Rất tốt. Đây là bài nói và các em sẽ luyện nói đi nói lại cấu trúc I have a và sử dụng bốn từ mới chúng ta vừa học đây, chúng ta ghép vào và chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc này và chúng ta nói. Các em sẽ nói đi nói lại nhiều lần để cái phản xạ nói của chúng ta tốt hơn. Chúng ta sẽ nói trôi chảy và không bị vấp các em nhé. Cùng cô chuyển sang phần tiếp nào. Sit, look and write. Nhìn và viết. Trong phần này, các em sẽ biết cách viết âm C trong tiếng Anh như thế nào. Chúng ta sẽ dở sách ra và viết theo những cái nét chấm này các em nhé. Và phần ở phía dưới buộc chúng ta phải nhớ được từ mới đấy các em ạ. Chiếc xe ô tô đang khuyết một âm. Vậy chúng ta sẽ điền âm gì vào đây? À, chúng ta sẽ điền âm C
Các em điền vào đây, chúng ta sẽ có từ car, car. Và cake, chúng ta cũng đang bị thiếu một âm. Các em điền âm gì bây giờ? Để hoàn thành từ cake. Đúng rồi, chúng ta thiếu âm C. Chúng ta đưa âm C xuống đây nhé. Cake. Và con mèo, chúng ta cũng đang thiếu âm gì đây? Chúng ta cũng đang thiếu âm C. Chúng ta điền âm C xuống đây. Chúng ta sẽ có cat. Và cái tách, cái cốc, các em cũng đang thiếu một âm C. Chúng ta điền xuống đây, chúng ta sẽ có từ cup, chiếc cốc hoặc chiếc tách. Rất tốt. Bây giờ cùng cô chuyển sang phần tiếp. Đây là một phần rất hay. Chúng ta có thể được nghe, được hát. Và chúng ta hãy cùng hát theo đoạn băng nhé. Seven, sing. Sing nghĩa là hát. Trước khi nghe vào đoạn băng và hát theo, các em hãy cùng cô đọc một lần lời bài hát nhé. I have a cup. I have a car. I have a cup and I have a car. Tôi có một chiếc cốc. Tôi có một chiếc xe ô tô. Tôi có một chiếc cốc và tôi có một chiếc xe ô tô. I have a cake. I have a cart. I have a cake and I have a cart. Tôi có một chiếc bánh. Tôi có một con mèo. Tôi có một chiếc bánh và một con mèo. Sau khi đã đọc lời bài hát rồi, chúng ta cùng nghe và hát theo các em nhé. I have a cup, I have a car. I have a cup and I have a car. I have a cake, I have a cat. I have a cake and I have a cat. Rất hay đúng không các em? Các em sẽ bật băng nhiều lần và chúng ta sẽ hát theo. Bởi vì khi hát thuộc được bài hát này, chúng ta vừa biết cách hát một bài hát rất là thú vị, và chúng ta còn thuộc được từ mới cũng như cấu trúc của bài ngày hôm nay chúng ta học nữa. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô trò chúng ta sẽ cùng ôn lại từ mới và cấu trúc của bài một lần nữa các em nhé. Trong bài ngày hôm nay chúng ta học được các từ mới, đó là cup, một chiếc cốc, a car, một chiếc xe ô tô, a cake, một chiếc bánh, a cat, một con mèo. Và chúng ta học được cấu trúc I have a, tôi có một cái gì đó. I have a cup. I have a car. I have a cake. I have a cat. Đúng không? Vậy các em về nhà nhớ ôn lại từ mới, học thuộc từ mới, biết cách viết được từ mới nữa là tốt nhất. Và chúng ta sẽ học thuộc cấu trúc I have a cộng với một đồ vật hoặc một con vật gì đó nhé, là tôi có một cái gì đó. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Các em nếu thấy hữu ích hãy ấn like và đăng ký để ủng hộ kênh các em nhé. Goodbye. Chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng bước sang bài 3. At the street market. Ở chợ, phố. At là ở, tại. Street, đường phố, phố. Market, chợ. The street market, chợ, phố. Ở chợ phố, chúng ta sẽ cùng bước sang phần 1. 1. Listen, point and repeat. Nghe, chỉ và lặp lại. Các em quan sát bức tranh, các em nhìn thấy có những hoạt động gì đây? À, tại khu chợ ở phố, chúng ta nhìn thấy có người mẹ đang cầm một quả táo, đang mua một quả táo này. Và có cô bé An đang cầm một chiếc túi và đi theo mẹ đi chợ. Còn người bán hàng thì có một chiếc mũ màu xanh rất là đẹp, đúng không? Và hôm nay chúng ta học 4 từ mới.
Trong bốn từ mới này, các em nhìn thấy có một đặc điểm chung là gì? Mời các em phát hiện nào. À, chúng ta có nhìn thấy những từ mới này đều có chứa âm A, âm A trong tiếng Việt chúng ta đọc là A đấy, đúng không? Đều có chứa âm A. Và những âm này trong tiếng Anh được đọc là gì? Đó chính là âm A mà ngày hôm nay chúng ta học đến. Vậy các em sẽ nghe cô đọc nhé. Trong tiếng Anh, âm này chúng ta đọc là A, A, A. Và chúng ta phát âm là A, A, A. Cùng nghe cô phát âm và sau đó các em sẽ đọc theo nhé. Heart, heart. Các em lưu ý có t ở đằng sau, chúng ta sẽ phải bật hơi chữ t này nhé. Mời các em nghe lại và đọc theo cô. Hat, hat, chiếc mũ. Quả táo là gì? Apple, apple. Rất tốt. Các em đọc lại nào. Apple. Cô bé tên là An. Chúng ta sẽ đọc An, An. Có chữ N ở đằng sau, chúng ta cũng phải đọc An, An. Và cô bé cầm một chiếc túi rất là xinh. Vậy túi là gì? Chúng ta hôm nay sẽ được học. Túi là bag, bag. Có chữ G ở đằng sau, chúng ta cũng phải bật hơi chữ G này nhé. Các em nghe cô phát âm và đọc theo cô nhé. Bag, bag. Rất tốt. Bây giờ cô mời các em hãy chú ý nghe băng và đọc theo. A, A, hat, apple, an, bag. Trong bốn từ mới này, các em sẽ về nhà nghe đi nghe lại bằng nhiều lần để chúng ta có thể đọc theo, đọc phát âm chuẩn. Và sau đó thì các em cố gắng viết ra giấy để chúng ta thuộc được cách viết của những từ này nữa nhé. Cùng cô chuyển sang phần tiếp nhé. Chúng ta chuyển sang phần 2, point and say, chỉ và nói. Trong bài này, ôn lại có 4 từ mới mà chúng ta vừa học. Bây giờ cô chỉ vào một đồ vật gì đó, các em sẽ phải đọc chúng bằng tiếng Anh nhé. Cô chỉ vào chiếc túi, mời các em đọc nào, cố gắng nhớ lại nhé. À, chiếc túi chúng ta vừa học đó là bag, bag, bag. Rất tốt. Quả táo, apple, apple. Và cô bé tên là gì? An, An. Chiếc mũ. Các em hãy nhớ lại chiếc mũ chúng ta vừa học là gì? Hat, hat. Rất tốt. Trong bài này là luyện lại cho chúng ta nhớ cách đọc bốn từ mới chúng ta vừa học đấy. Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo nhé. 3. Chant, vỗ tay. Các em sẽ nghe đoạn băng. Và một đoạn băng có khúc nhạc rất là sôi động. Chúng ta hãy cùng đọc theo và vỗ tay nhé. Trước khi nghe băng, cô trò chúng ta hãy cùng đọc những lời ở trong băng này là gì. Ơ, ơ, apple. Ơ, ơ, bag. There's an apple in the bag. A cat. A hat. There's a cat on the hat. A trong từ apple, quả táo. Cái túi có một quả táo trong cái túi. Con mèo
chiếc mũ. Có một con mèo trên chiếc mũ. Trong bài này, đối với bạn nào học khá, chúng ta sẽ cố gắng nhớ những cấu trúc này nhé. Đó là cấu trúc there's. There's nghĩa là có một cái gì đó. There's, ví dụ, có một quả táo. There's an apple. There's an apple, có một quả táo. In the bag, trên cái túi. Trong cái túi. Trong, giới từ trong của chúng ta, đó là in. In nghĩa là trong, các em nhé. Trong một cái gì đó. Trong. There's a cat. Có một con mèo. On the hat, trên chiếc mũ. Và chúng ta lại học được một giới từ nữa, đó là on, là trên. In là trong, on là trên. Kèm hãy học thuộc cụm từ in the back, on the hat. Và học thuộc cấu trúc there's, nghĩa là có một cái gì đó nhé. Và kiến thức này thì hơi khó một chút đối với các em này. Đối với em nào khá giỏi, chúng ta sẽ cố gắng nhớ nhé. Đó là an và a. An apple, một quả táo. A cat, một con mèo. Đều là một, đúng không nào? Nhưng tại sao chúng ta lại thấy apple thì lại không dùng a mà lại dùng an? Vậy các em nghe cô và sau đó để các em biết là tại sao lại dùng an nhé. Bởi chữ apple các em thấy có đặc điểm là gì? Có nguyên âm ấy đứng đầu câu. Tất cả những danh từ mà có nguyên âm như a này, u này, e này, o này, đều những danh từ bắt đầu bởi những nguyên âm đó thì chúng ta sẽ dùng an là một, một quả táo, hay một cái ô umbrella chúng ta cũng dùng an, các em nhớ chưa nào? Còn ơ là một khi danh từ phía sau bắt đầu bởi những phụ âm như cờ, giờ, hờ, vân vân, đúng không nào? Kiến thức này hơi khó một chút đối với các em. Cô giảng thêm như vậy để bạn nào nhớ được thì nhớ. Còn nếu như các bạn chưa nhớ được thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ nhớ được thôi các em nhé. Còn bây giờ cô mời các em hãy nghe đoạn băng và vỗ tay theo. 1, 2, 3, 4. A, A, apple. A, A, bag. There's an apple in the bag. Ah, cat. Ah, ah, hat. There's a cat on the hat. Các em sẽ nghe băng nhiều lần và chúng ta sẽ vỗ tay theo nhé. Bây giờ mời các em sẽ chuyển sang phần tiếp. 4. Listen and tick. Nghe và tick. Đáp án đúng, chúng ta sẽ tích V, các em nhé. Chúng ta bước vào câu đầu tiên, one. Trong câu đầu tiên, chúng ta nhìn thấy hai bức tranh. Đó là con mèo và quả táo. Cùng ôn lại với cô nào, con mèo là gì các em? Cat. Quả táo nào? Apple. Vậy các em sẽ cùng chú ý lắng nghe nhé. One. It's an apple. Các em nghe thấy gì? It's an apple. It's an apple. Các em nghe thấy một từ quan trọng, đó là từ gì? Từ apple. Mặc dù những từ phía trên có thể các em chưa biết nó là cái gì, nhưng các em nghe thấy nó là apple, chứ không phải là cat. Vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ chính là đáp án B. Các em sẽ tích vào đây các em nhé. Và câu vừa rồi nó chính là it is an apple, nghĩa là nó là một quả táo.
Chúng ta sẽ cùng chuyển sang câu số 2, two. Các em nhìn thấy có hai bức tranh, đó là cái túi và chiếc mũ. Cái túi chúng ta học rồi là bag và cái mũ là hat. Vậy các em sẽ chú ý lắng nghe nhé. Two. It's a hat. Các em nghe thấy gì? It's a hat. Các em nghe thấy một từ quan trọng, đó là hat. Hat, đúng không? Chúng ta chỉ nghe thấy có từ hat mà không hề có từ bag. Vậy, đáp án chính xác của chúng ta đó chính là đáp án B. It is a hat. Nó là một chiếc mũ. Chúng ta sẽ tích V vào đây các em nhé. Các em làm rất tốt. Các em thấy bài nghe này có khó không? Chúng ta hãy nghe đi nghe lại nhiều lần để chúng ta có phản xạ nghe tốt hơn các em nhé. Cùng nhau chuyển sang phần tiếp nào. Five. Let's talk. Chúng ta hãy cùng nói. Trong bài nói này, chúng ta được làm quen với cấu trúc This is my. This is my. This là đây, is là my là của tôi, đây là cái gì đó của tôi. Và chúng ta có 4 bức tranh. Bức tranh đầu tiên là cái túi. Đây là cái túi của tôi. Các em có thể nói cho cô được không? Túi là bag. Vậy chúng ta sẽ cho từ bag vào đây nhé. Và chúng ta nói nha. This is my bag. This is my bag. Đây là chiếc túi của tôi. Bức tranh thứ hai, chúng ta nhìn thấy con mèo. Con mèo là cat. Vậy cô muốn các em nói câu đây là con mèo của tôi. Mời các em nói nào. Sử dụng cấu trúc This is my và chúng ta thêm cat ở đằng sau. Các em nói nhé. Rất tốt. This is my cat. This is my cat. Very good. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bức tranh số 3. Chiếc mũ hat. Hat. Đây là chiếc mũ của tôi. Cô mời các em nói nào. Đúng rồi. This is my hat. This is my hat. Very good. Bức tranh số 4, chúng ta có quả táo. Apple. Đây là quả táo của tôi. This is my apple. This is my apple. Rất tốt. Và bài này chúng ta học thuộc cấu trúc This is my này các em nhé. Sau đó chúng ta sẽ ghép vào những từ mới chúng ta đã học. Và trong bài 1 chúng ta còn được học từ mới là cake, đúng không? Vậy cô muốn nói đây là chiếc bánh của tôi. Các em có thể mở rộng cho cô được không? Ngoài 4 từ mới ngày hôm nay chúng ta học, chúng ta lại nhớ lại những từ mới của bài số 2. Chúng ta học và chúng ta lại đưa cái từ mới đó vào cấu trúc này. Chúng ta sẽ lại có câu đây là chiếc bánh của tôi. Các em có thể nói được không? Bánh là cake. Chúng ta cùng nói nhé. This is my cake. Đúng rồi. Và trong bài 2 các em cũng đã học từ cup, nghĩa là cốc, là tách. Vậy cô muốn nói đây là chiếc cốc của tôi. Các em sẽ nói như thế nào? This is my cup. This is my cup. Đúng không? Vậy ngoài 4 từ mới mà hôm nay chúng ta học, chúng ta sẽ vận dụng cùng các từ mới mà những bài trước chúng ta học rồi. Chúng ta sẽ vận dụng cấu trúc này với những từ mới đó để chúng ta nói các em nhé. Chúng ta sẽ sử dụng một cách linh hoạt để chúng ta nói được nhiều hơn. Cô trò cũng chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo. Six. Look and write. Nhìn và viết. Trong bài này chúng ta biết cách viết âm A. Các em dở sách giáo khoa và chúng ta sẽ tô theo những nét chấm chấm này nhé. Và trong 4 bức tranh đều thiếu một âm. Vậy chúng ta sẽ điền âm nào vào đây? Âm nào còn thiếu các em? Đó chính là âm A. Chúng ta điền âm A xuống đây. Và chúng ta sẽ hoàn thành tên của bạn
đó là an, an. Và chiếc túi, chúng ta cũng đang thiếu một âm. Các em nhớ xem chúng ta phải điền gì? À, chúng ta sẽ điền âm A, âm A xuống đây, đúng không? Và chúng ta sẽ có từ bag là chiếc túi. Apple, quả táo cũng đang thiếu một âm. Và chúng ta điền âm A xuống đây các em nhé. Hat, chiếc mũ cũng đang thiếu một âm A. Chúng ta điền âm A xuống đây và chúng ta đọc hat, chiếc mũ. Bài này yêu cầu chúng ta phải thuộc được từ mới và cách viết của những từ mới này nữa. Mời các em chuyển sang phần tiếp. Đây là phần 7 sing hat, một phần rất là hay, các em lại được nghe một bài hát rất vui nhộn. Mời các em cùng nghe nhé. Bài hát rất hay đúng không các em? Chúng ta cùng nhau đọc và dịch lời của bài hát này nào. Hi, hi, hi. Xin chào, hi nghĩa là xin chào. Hi, I'm An. Xin chào, tôi là An. I'm An. I'm An. I'm An. Tôi là An. This is my apple. Đây là quả táo của tôi. This is my hat. Đây là chiếc mũ của tôi. This is my bag. Đây là cái túi của tôi. This is my cat. Đây là con mèo của tôi. Trong bài hát này, chúng ta đã ôn lại cấu trúc của bài đầu tiên, giới thiệu tên của mình là gì. Và xin chào, giới thiệu tên. Hi, I am, cộng với tên của chúng ta. Và chúng ta ôn lại cấu trúc của bài ngày hôm nay, đó là cấu trúc this is my, đây là cái gì đó của tôi, và ôn lại các từ mới. Vậy các em sẽ nghe lại bài hát một lần nữa nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô sẽ cùng ôn lại những từ mới và cấu trúc cho các em nhé. Hôm nay chúng ta học được 4 từ mới. Apple, quả táo, hat, chiếc mũ, bag, chiếc túi và cô bạn của chúng ta tên là An, đúng không? Và trong bài này, chúng ta sẽ học cấu trúc This is my. Chúng ta sẽ về nhà ôn luyện lại cấu trúc này nhé. Chúng ta sẽ thay tất cả những từ mới mà chúng ta đã học rồi của bài 1, bài 2 và bài 3 vào cấu trúc này và chúng ta nói This is my. Cái gì đó đây là cái gì đó của tôi. Ví dụ, đây là quả táo của tôi, đây là chiếc mũ của tôi, đây là cái túi của tôi. Đây là con mèo của tôi. Đây là chiếc bánh của tôi. Đây là cái cốc của tôi. Vân vân. Được không các em? Như vậy các em sẽ luyện nói. Các em sẽ nói được trôi chảy hơn. Phản xạ sẽ nhanh hơn. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô mong rằng các em về nhà hãy chịu khó học thuộc từ mới. Viết được từ mới là tốt nhất. Và học thuộc những cấu trúc mà chúng ta đã học rồi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Các em hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh các em nhé. Cảm ơn các em rất nhiều. Goodbye. Chào tất cả các em. Cô trò chúng ta cùng nhau đến với bài 4 nhé. In the bedroom. Trong phòng ngủ, in là trong, bedroom, phòng ngủ. Chúng ta đến với bài đầu tiên. One, listen, point and repeat. Nghe, chỉ và lặp lại.
Các em nhìn thấy phòng ngủ của bạn có những đồ vật và con vật gì đây? À, chúng ta nhìn thấy có chiếc cửa sổ, có chú chó, có bạn, bạn Dan và có một chiếc bàn. Và các em nhìn xem bốn từ mới của chúng ta ngày hôm nay học đến có đều chung một đặc điểm gì? À, đó là đều có âm D đứng ở đầu của mỗi từ. Và âm này trong tiếng Anh đọc là gì? Đó là âm D trong tiếng Anh. Mời các em đọc theo cô nhé. D, 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 D. Door, cửa, door. Con chó, dog, dog. Các em nhớ bật hơi chữ G ở cuối từ nhé. Dog, dog. Và bạn tên là Dan, Dan, Dan. Bạn đang ngồi học bài trên một chiếc bàn học và bàn học này chúng ta đọc là desk, desk. Chúng ta lưu ý với từ bàn này chúng ta đọc và phải bật hơi cả chữ S và chữ K nhé. Chúng ta sẽ có sk, sk, desk, desk. Hơi khó một chút đúng không? Các em cố gắng nhé. Bây giờ mời các em hãy nghe băng và đọc theo. D, D, door, dog, Dan, desk. Trong bài này chúng ta học 4 từ mới. Các em cố gắng nghe băng nhiều lần để đọc cho thật chính xác, phát âm thật chuẩn. Và chúng ta cố gắng nhớ được các từ mới này viết như thế nào nhé. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo. To, point and say, chỉ và nói. Trong phần này chúng ta được ôn lại các từ mới mà chúng ta vừa mới học. Đầu tiên cô sẽ chỉ vào chiếc bàn. Các em có nhớ chiếc bàn chúng ta vừa học là gì không? À, đó chính là desk, 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 đúng không? Và chúng ta biết bạn là tên là gì nào? Dan, Dan. Con chó chúng ta học là gì? Dog, dog. Và cái cửa, door, door. Rất tốt, chúng ta học 4 từ mới. Và trong bài này chúng ta được ôn lại những từ mới đấy đấy. Bây giờ cô trò chúng ta chuyển sang phần tiếp. 3. Chant. Trong bài này các em lại được lắng nghe giai điệu vui nhộn của bài hát. Và chúng ta hãy vỗ tay theo nhé. Mời các em nghe băng. 1, 2, 3, 4. D, D, Dan. D, D, dog. Dan and a dog. D, D, door. D, D, desk. A door and a desk. D, D, Dan. D, D, dog. Dan and a dog. Dan, chú chó. Dan và một chú chó. D, D, door. D, D, desk. A door and a desk. Một chiếc cửa sổ. Bàn học. Một chiếc cửa và một bàn học. Trong bài này, các em được ôn lại các từ mới. Dan là bạn Dan và dog, con chó, đúng không? And là và đấy các em ạ. Door là cửa. Desk, bàn học. A door, a desk. A là một cái cửa và một cái bàn học. Bài này rất là hay.
Các em vừa nghe được những giai điệu vui nhộn, lại vừa thuộc được những từ mới nữa. Vậy chúng ta hãy nghe băng nhiều lần và vỗ tay và hát theo nhé. Còn bây giờ, cô trò chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp. 4. Listen and tick. Nghe và tick V đối với đáp án đúng. Trong bài này, các em sẽ được luyện nghe. Vậy các em sẽ thật chú ý để lắng nghe. Câu đầu tiên, one, sẽ có hai bức tranh. Đó là dog, chú chó, và cat, con mèo, chúng ta đã học rồi. Vậy các em sẽ lắng nghe xem đoạn bằng nói đến chú chó hay con mèo nhé. Chúng ta cùng lắng nghe. One. This is my dog. Các em nghe thấy gì? This is my dog. Và chúng ta nghe thấy một từ quan trọng, đó chính là từ dog. Dog chứ không phải là cat. Vậy chỉ cần nghe như vậy, chúng ta đã biết ngay được đáp án, đó chính là đáp án A, chú chó, đúng không? Và nếu bạn nào mà nghe giỏi hơn, chúng ta sẽ nghe được cả câu. This is my dog. This is my dog. This is my. Đây là cái gì đó của tôi. Đây là chú chó của tôi. This is my dog. Đây là chú chó của tôi. Đáp án của chúng ta là đáp án A. Chúng ta tích vào đây các em nhé. Chúng ta chuyển sang câu tiếp theo. 2. Trong câu này chúng ta sẽ có hai bức tranh. Một là cửa, door, và chiếc bàn học, desk. Vậy các em sẽ cố gắng lắng nghe nhé. 2. This is my desk. Các em nghe thấy gì? This is my desk. Và các em sẽ nghe thấy một từ quan trọng cho đáp án, để chọn được đáp án của chúng ta. Đó là từ gì? Có phải từ door không các em? Không hề nghe thấy từ door, đúng không? Mà chúng ta nghe thấy từ desk. Desk. À, đó chính là chiếc bàn học. Đúng rồi. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án này. Chính xác. Các em sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. Và trước khi chuyển sang phần tiếp theo, các em sẽ luyện nghe lại tất cả những đoạn băng để chúng ta có thể nghe được rõ hơn các em nhé. Fine, let's talk. Chúng ta cùng nói. Trong bài này, chúng ta sẽ học cấu trúc this is. Đây là. Các em nhìn thấy bạn tên là gì? Các em nhớ lại xem trong bài đầu tiên các em học bạn tên là gì? Bạn tên là Bill. Và chúng ta đã học bạn tên là Ann. Và còn bạn thì sao? Đó chính là bạn Dan, đúng không? Vậy chúng ta sẽ nói đây là Bill. Các em nói thế nào? This is Bill. Đây là Ann. This is Ann. Đây là Dan. This is Dan. Đây là. Chúng ta sẽ ghép tên của các bạn ấy vào đây và nói các em nhé. Chuyển sang cấu trúc thứ hai. This is my. Đây là cái gì đó của tôi. My là của tôi. Chúng ta có con chó là dog. Vậy đây là con chó của tôi. Chúng ta sẽ đưa từ dog vào đây và chúng ta nói nhé. This is my dog. Đây là con chó của tôi. Con mèo, cat. Vậy đây là con mèo của tôi. Chúng ta sẽ nói như thế nào? Các em có nói được không? Chúng ta cùng nói nhé. This is my cat. This is my cat. Đây là cái bàn của tôi. Đây là chiếc bàn học của tôi. Chúng ta sẽ nói this is my desk. This is my desk. Rất tốt. Trong bài này là bài luyện nói, do đó các em sẽ sử dụng cấu trúc này và dựa vào những từ mà chúng ta đã học ở dưới bức tranh này, cũng như những từ mà chúng ta đã học rồi, và chúng ta ghép vào cấu trúc này để nói được thật nhiều câu thì càng tốt các em nhé.
Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang phần tiếp. Sit, look and write. Nhìn và viết. Trong bài này, chúng ta sẽ biết cách viết âm D trong tiếng Anh như thế nào. Các em dở sách giáo khoa và viết theo các nốt chấm này nhé. Và chúng ta quan sát bốn bức tranh phía dưới, chúng ta đều thấy khuyết một âm. Vậy, các em phát hiện ra bạn Dan của chúng ta đang bị thiếu âm gì đây? À, đó chính là âm D. Chúng ta đưa âm D xuống đây nhé, thành Dan. Và chiếc bàn học của chúng ta cũng đang thiếu một âm. Chúng ta đưa âm D xuống đây và chúng ta sẽ có desk. Và chiếc cửa của chúng ta cũng đang thiếu một âm. Và đó chính là âm D. Chúng ta đưa xuống đây và chúng ta đọc là door. Chú chó của chúng ta cũng đang thiếu một âm. Chúng ta đưa âm D xuống đây thành dog. Con chó, đúng không? Trong bài này, các em sẽ ôn lại các từ mới và biết cách viết của các từ mới đấy. Cô trò của chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp. Seven, sing, hát. Các em cùng đến với giai điệu vui nhộn của bài hát nhé. Trước khi đến với giai điệu của bài, chúng ta cùng nhau đọc và dịch lời của bài hát nào. Hi, I'm Dan, and this is my room. This is my dog. It's on the desk. And this is my dog. It's near the door. Xin chào, tôi là Dan và đây là phòng của tôi. Đây là con vịt của tôi. Nó ở trên bàn học. Và đây là chú chó của tôi. Nó ở gần chiếc cửa. Near là gần, gần chiếc cửa. Duck, con vịt. Con vịt các em nhé. Room là phòng. Bây giờ cô mời các em hãy nghe bài hát nhé. Và các em hát theo. Hi, I'm Dan, and this is my room. This is my duck, it's on the desk. And this is my dog, it's near the door. Bài hát rất hay, các em sẽ nghe băng nhiều lần và chúng ta hát theo các em nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô trò chúng ta cùng ôn lại từ mới và cấu trúc của bài hôm nay nào. Trong bài ngày hôm nay, các em được học những từ mới. Đó là chúng ta biết bạn Dan. Chúng ta học được chú chó là dog. Chúng ta học được cửa là door. Chiếc bàn học desk, đúng không? Và chúng ta học được cấu trúc this is. Đây là giới thiệu về một bạn nào đó. Đây là Bin, this is Bill. Đây là Dan, this is Dan. Đây là bạn An, this is An. Và ôn lại cấu trúc this is my. Đây là cái gì đó của tôi. Ví dụ, đây là bàn học của tôi, this is my desk. Đúng không? Và chúng ta sẽ vận dụng vào những từ mới mà chúng ta đã học rồi. Chúng ta cùng lắp ghép vào để chúng ta hoàn thành được nhiều từ và nhiều câu các em nhé. Cô lấy ví dụ, chúng ta đã học cái mũ rồi. Vậy các em sẽ nói câu, đây là chiếc mũ của tôi. This is my hat. Đây là quả táo của tôi. Quả táo là apple. Chúng ta sẽ vận dụng cấu trúc này và nói nào. This is my apple. Đây là cái túi của tôi. Cái túi là bag. This is my bag. Đúng không? Vậy chúng ta sẽ dựa vào những từ mới chúng ta đã học và chúng ta sẽ hình thành những câu mà sử dụng cấu trúc this is my hoặc this is nhé các em nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo.
Hãy ấn like và đăng ký để ủng hộ kênh các em nhé. Goodbye!